kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin điểm mặt những ai bị viết đơn từ chức và ai bất tuân. Có người nhận xét với Thời báo chấm d rằng ghế thì ít mà quan chức thì nhiều quá, nên ông Tổng đốt không biết bao nhiêu, thì câu chuyện đấu đá cũng không giảm đi. Trước đây, hầu hết là quan chức trung ương ngồi hết ghế đến nhiệm kỳ, nhưng những năm gần đây, nhiều người không thể bỏ đến hết nhiệm kỳ cho được. Có người thì rút về âm thầm, có người thì phải bỏ mạng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đang đốt lò. Trước đây, ông Đinh Thế Huynh rút về giữa nhiệm kỳ được cho là may mắn, bởi như ông Trần Đại Quang phải mất mạng giữa nhiệm kỳ với cái chết hết sức bí hiểm. Việc đấu đá càng lúc càng khốc liệt, như thế chủ tịch nước được xem như giải an ủi cho những ai đấu đá thất bại thì sẽ ngồi vào đó. Tuy nhiên, hiện nay chiếc ghế hữu danh vô thực này họ cũng đang giành nhau rất căng thẳng. Cho đến nay, chiếc ghế của ông chủ tịch Phúc ít nhất có hai nhân vật đang nhòm ngó, đó là ông Tô Lâm và ông Võ Văn Thưởng. Từ nhiều năm nay, chính trường của Liên đoàn Cộng sản Việt Nam tại Trung ương đã chứng kiến nhiều cách triệt hạ khác nhau, từ nhân đạo cho đến tàn ác và âm thầm bí hiểm. Trong tàn ác có tàn ác và cực kỳ tàn ác. Tùy tình huống mà kẻ thắng cuộc có thể tính toán cách nào có cho họ rời khỏi chiếc ghế theo một cách họ muốn. Nhân đạo nhất là rời ghế mà còn tỉnh táo, còn tàn ác nhất là biến kẻ thua cuộc thành người thiên cổ. Theo Thời báo chấm d được chia sẻ, Hội nghị Trung ương 6 sẽ là ngày phán quyết cho nhiều người. Bên mạnh hơn vẫn chưa chắc thắng, nhưng cũng đã đặt điều kiện với những đối tượng thua cuộc phải rút lui. Và giải pháp ổn cho tất cả các bên là viết đơn xin từ chức. Hai nhân vật mà bên đốt lò nhắm đến đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, bên yếu thế vẫn chưa muốn rời ghế bởi quyền lực đi liền với khúc ruột, nên không ai muốn nhả chiếc ghế của mình cho người khác cả. Ông Vũ Đức Đam thì bị quy kết là yếu kém trong hai bộ do ông quản lý, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Có thể nói rằng trước khi vụ Việt Á xảy ra, uy tín của Vũ Đức Đam với người dân là khá lớn. Tuy quyền của ông Vũ Đức Đam không lớn, ông chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng, nhưng việc chất phế ông Đam cũng đang gặp phải sự phản đối ngay trong Bộ Chính trị. Còn Trung ương Đảng thì người ủng hộ ông Đam còn khá đông. Ông Đam biết điều đó và ông Tổng cũng biết điều đó, nên ông Tổng dù cho tóm ông Nguyễn Thanh Long cũng chưa dám tóm ông Vũ Đức Đam. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đang bị đề nghị viết đơn xin từ chức. Hiện nay bứng ông Đam là không dễ và ông Đam cũng hoàn toàn có lợi thế và lợi dụng uy tín còn khá lớn để khước từ lời đề nghị từ chức. Vẫn chưa biết ông Đàm sẽ chọn hướng nào và liệu ông viết đơn từ chức hay ông lơ luôn chuyện ông Tổng ở lại ghế Phó Thủ tướng. Bởi ông Đàm khi đã bị ông Tổng muốn nhổ thì ông cũng là người theo phe chính phủ. Đằng sau ông Đàm là Phạm Minh Chính. Xem ra ông Đàm có thể bám ghế tiếp tục ở lại. Đối với ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, bắt ông Phúc viết đơn từ chức cũng rất khó. Ông Phúc rất tham vọng quyền lực. Ý kiến từ bên trong cho biết như vậy, ông chủ tịch nước hiện nay tham vọng quyền lực không khác gì cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây. Tuy ông chủ tịch nước ngồi ở ghế hữu danh vô thực, ông chủ tịch nước là đơn thương độc mã so với ba nhân vật khác trong tứ trụ, nhưng bứng ông chủ tịch nước không hề đơn giản. Bởi ông Phúc từng là thủ tướng, người trên ủng hộ ông không có, nhưng người dưới ông, đặc biệt là các ủy viên Trung ương Đảng, ủng hộ ông Phúc còn không ít. Đây là hình ảnh liệu ông chủ tịch nước sẽ phản ứng ra sao với lời đề nghị viết đơn xin từ chức. Theo một số thông tin từ nội bộ cho biết, thì ông Phúc làm lơ lời đề nghị viết đơn từ chức nên phe đốt lò đã cho ông đi Nhật như trưởng thường dân, như là cách tỏ thái độ. Không biết khi ông chủ tịch nước từ Nhật về đã thay đổi ý định này hay chưa, hay vẫn cố chờ đến hội nghị Trung ương 6 thì mới biết rõ. Đấy là hai trường hợp đang bị ép từ chức, mỗi người đều có một thế dựa riêng để có thể vẫn bám vào chiếc ghế của mình. Liệu ai sẽ bám được ghế thì sẽ không còn lâu nữa để nhận ra điều đó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin trong khám Nguyễn Đức Chung thu nạp đệ tử ra tòa nghênh chiến và đại thắng. Người dân thường hay nói đùa rằng ở Việt Nam công lý là diễn viên hài,
Điều này cho thấy nền tư pháp của Việt Nam nó đang diễn chứ không phải đang thực thi công lý, mà diễn là giả tạo, là không thật. Vì thế nên mới có nhiều bản án rất đáng suy nghĩ. Đấy là những người ăn cắp hai con vịt thì bị phạt 7 năm tù, còn kẻ làm thất thoát ngàn tỷ thì lại có mức án chỉ có 3 năm tù, không tương xứng cho các quan chức của đảng. Tội nhẹ nhưng án nặng bởi người đó là phó thưởng dân, còn tội nặng nhưng án nhẹ bởi vì người đó là quan chức cấp cao. Vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lúc đó đã có câu nói nổi tiếng rằng: chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Nếu dân sai, dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng ta, theo ý của ông Mai Tiến Dũng, là quan chức với nhau. Cho nên với tư duy như thế thì quan chức phạm trọng tội nhưng lại chịu bản án rất nhẹ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung đang xuất chiều. Thời phong kiến Việt Nam vừa qua, anh vua nào là Minh Thường để cao câu rằng quân pháp vô thân, tức là phép vua không vì người thân, dù là quan chức cũng phải bị xét xử như thứ dân, thậm chí còn bị nặng hơn để làm gương cho các quan khác. Tuy nhiên, thời Cộng sản, luật pháp Việt Nam đã đi giật lùi. Họ vin vào cái cớ có công với cách mạng hay các loại bằng khen, giấy khen có thể được giảm án. Vậy thì câu hỏi đặt ra là dưới chế độ này, quan chức thu thập được rất nhiều giấy khen hay gia đình có công với cách mạng thì được phạm pháp hay sao? Cho nên người ta nói luật Cộng sản là để bảo vệ Cộng sản và trừng trị người dân, quả không sai. Vào ngày 12 tháng 7, ông Nguyễn Đức Trung đã nộp tới 85 cái bằng khen và hồ sơ bệnh án lên để đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Và kết quả, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã giảm cho ông 3 năm tù giam. Với việc nộp giấy khen để được giảm án như thế, độc giả của Thời báo .d có người chua chát thổ lộ rằng nên đổi tên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thành Tòa án bảo vệ quan chức thành phố Hà Nội hoặc Tòa án tha tội quan chức thành phố Hà Nội thì đúng hơn. Đây là hình ảnh đệ tử Trương Quốc Cường xuất chiêu như sư phụ. Có người nhận xét ông Nguyễn Đức Trung ăn tiền thuế của dân để làm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ ông hoàn thành là trách nhiệm không thể khen được. Còn những gì ông không hoàn thành trách nhiệm thì phải trừng trị. 82 bằng giấy khen đó, nói cho cùng, cũng do đảng tự tâm bốc nhau mà thôi, chứ đáng lý ra nó không có. Cũng có người cho rằng quan chức của Đảng Cộng sản bịa ra đủ thứ lý do để khen tặng nhau, nhằm sau này họ dùng những thứ đó để thoát tội, thậm chí là tội ác với người dân. Chiêu trò của Nguyễn Đức Trung trước đây giờ đã có người học theo, đó là ai? Đó chính là ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam. Chính ông này có lúc còn đang đương chức đã ký cho Việt Nam Pharma nhập thuốc ung thư giả vào Việt Nam để phân phối cho các bệnh viện công. Đây là hành động sát nhân chứ không phải là tội nhẹ. Ấy vậy mà tòa tuyên án ông này chỉ mức án có 4 năm tù giam, mức án quá nhẹ so với những gì ông ta sai phạm. Tới chiều ngày 30 tháng 9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty Việt Nam Pharma, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và một số đơn vị có liên quan. Theo đó, tòa án quyết định giảm án cho ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, từ 4 năm xuống còn 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hình ảnh biểu tượng của một thứ công lý diễn trò. Như vậy là ông Nguyễn Đức Trung đã dạy cho ông Trương Quốc Cường cách chạy tội bằng giấy khen, dù hai ông này có gặp nhau trong tổ hay không. Bản án của ông Nguyễn Đức Trung giờ đây như là một cái thứ án lệ bao che cho những quan chức làm bậy. Không chỉ ông Trương Quốc Cường mà còn nhiều quan chức khác sẽ làm đệ tử của Nguyễn Đức Trung, học chiêu dùng bằng khen chạy tội trước tòa. Thế nên người dân mới chua chát nhận xét rằng công lý ở Việt Nam như là một diễn viên hài.